rồi thì đối với phần mềm camtasia này chúng ta sẽ làm được hai việc chính như sau cái việc thứ nhất là chúng ta sẽ dùng nó để chúng ta quay lại cái màn hình của chúng ta có nghĩa là tất cả những hoạt động ở trên cái màn hình máy tính của chúng ta đó chúng ta sẽ quay lại thành một cái video rồi cái việc thứ hai mà phần mềm này có thể làm được đó là sẽ giúp chúng ta biên tập à, lại cái video mà chúng ta đã quay hoặc là chúng ta có thể biên tập lại những cái video mà chúng ta quay à, từ những cái máy quay bên ngoài Nói chung là đây là một phần mềm dùng để edit hay còn gọi là dùng để dựng, để biên tập video. Thì mình sẽ đến với cái phần đầu tiên, đó là cái phần quay màn hình. Quay màn hình này thì các bạn thấy là khi mà các bạn mở cái phần mềm lên, thì các bạn sẽ thấy ở đây nó sẽ có một cái nút màu đỏ, nó có chữ là Record, có nghĩa là chúng ta quay màn hình. Thì bạn có thể là khởi động cái phần quay màn hình ở đây bằng cách là bấm vào nút Record đây, hoặc là bấm phím tắt là control và chữ R. Hoặc là bạn có thể là khởi động cái phần quay màn hình ở đây này bạn cài xong nó sẽ có cái phần là Camtasia Recorder à, 2020 đây này bạn có thể bấm vào đây luôn được để khởi động nó lên chọn nó Z cho chạy lên thì lúc này nó sẽ khởi động cái thằng mà Camtasia Recorder lên các bạn ha đó thì các bạn thấy ở đây này ở đây chúng ta sẽ có một cái uh, giao diện như thế này à, ở đây các bạn thấy này Chúng ta có cái capture, cái phần capture này nó liệt kê ra những cái mục ví dụ như là record là để quay này, bạn có thể là bấm phím tắt là F9. Stop là dừng quay lại, phím tắt là F10 này. Xóa đi. Đấy. Rồi, effect là những cái hiệu ứng ở đây. Rồi tool những cái thành công cụ của nó. Thì ở đây cái phần mềm này nó sẽ cho phép bạn là quay toàn cái màn hình hoặc là bạn có thể quay ở một cái khúc nào đó tùy ý bạn nha. Rồi ở đây thì chúng ta có cái phần là Screen on Dimension Ở đây là bạn có thể chọn cái kích thước để bạn quay Chẳng hạn ví dụ như bạn bấm vào đây này Bấm vào đây Nó có là Full Screen Full Screen này là toàn màn hình Ví dụ như cái màn hình của bạn độ phân giải bao nhiêu Thì nó sẽ quay hết nguyên cái độ phân giải ở trên màn hình của bạn luôn Chẳng hạn ví dụ như màn hình này của mình á Độ phân giải là Full HD 1920 x Thì nó sẽ có cái phần là Full Screen 1920 x rồi, tiếp tục cái phần widescreen này thì bạn có thể là à, chọn những cái thứ khác, chẳng hạn ví dụ như bạn quay 720 hoặc là mươi hoặc là cái chuẩn standard là khung hình 4:3 này. Đấy, tùy theo các bạn thôi. À, và bạn có thể là có cái phần là select area to record, có nghĩa là bạn muốn quay ở phần nào thì bạn sẽ à, chọn cái phần đó để bạn quay. Chẳng hạn bây giờ ví dụ như à, mình sẽ quay cái thằng full screen này trước đi full screen này là toàn màn hình thì để quay cái này mình chỉ việc là bấm vào nút record đây một cái thôi đó là nó sẽ quay toàn màn hình thì trước khi quay á thì bạn có thêm những cái mục như sau này ví dụ là camera camera ví dụ như trong máy của bạn mà có sẵn camera mà bạn muốn thêm camera vào thì bạn chỉ việc là bật này lên mặc định thì nó đang là off bạn muốn bật nó lên thì bạn chọn ở đây và bạn chọn nó camera của bạn Ví dụ như trên máy của mình có camera Logitech này thì mình bấm vào đây một cái. Đó thì bạn thấy là nó sẽ hiển thị cái camera của mình đây này. Bạn để con trò chuột nó sẽ uh, cho cái hình nó lớn lên một tí để bạn nhìn. Đó, còn thôi nó sẽ nhỏ vậy. Rồi microphone thì ví dụ như trên máy của bạn có cắm sẵn microphone thì uh, mặc định nó sẽ on lên như thế này và bạn khi bạn nói nó sẽ có cái sóng chạy chạy ở đây này. Đó, còn ví dụ như bạn bấm vào đây bạn không thích thì bạn có thể là do not record phone thì nó sẽ tắt cái microphone của bạn đi đó thì ở đây ấy, là cái webcam của mình nó cũng có microphone luôn mặc định nó đang chọn cái microphone như webcam thì mình có thể thay đổi cái microphone của mình xuống đây đó để mình sử dụng cái microphone khác của mình đó tùy theo cái uh, sở thích của mình ha đó còn cái phần bên này là system audio on có nghĩa là nó quay lại cái âm thanh ở trên máy tính của bạn ví dụ như bạn mở một bài hát ở trên máy tính thì nó cũng sẽ À, thu lại cái tiếng bài hát trên máy tính của bạn luôn còn nếu bạn không thích bạn có thể là tắt này đi là nó sẽ không có thu cái phần âm thanh trên máy tính của bạn ha rồi thì theo như mình đấy là thường thường là chúng ta thu thì chúng ta cũng thu cái này luôn thì bạn cứ bật lên nha Đấy, cái này là tùy theo nhu cầu mỗi người thôi còn mình thì mình sẽ bật lên luôn rồi bây giờ mình sẽ thu thử trước mình sẽ quay thử trước ở đây là full screen tại màn hình này đấy hết cái khung màn hình của mình luôn thì khi mà bạn chọn như vậy ấy, bạn sẽ thấy ở đây nó sẽ có cái đường viền bao đây này Đấy, có đường đứt đứt ở đây và bốn cái góc neo ở đây Đấy, những cái góc đây nữa nó toàn màn hình luôn bạn sẽ bấm nút record đây một cái nha bấm đó thì nó sẽ báo cho bạn đếm 321 để chúng ta quay đó bây giờ nó đang quay màn hình rồi đang quay màn hình rồi thì bạn cứ làm việc bình thường cứ làm việc bình thường trên màn hình đi thì nó sẽ quay lại tất cả mọi hoạt động của bạn ở trên đây sau khi bạn quay xong thì bạn có thể là bấm ở đây và bấm stop hoặc là nó có phím tắt của nó ở đây này phím tắt của nó ở đây là stop là F10 này Đấy, tùy theo bạn thôi ví dụ mình bấm stop đây dừng lại và khi mà bạn bấm dừng lại thì nó sẽ lập tức nó đẩy vào phần mềm Camtasia cho bạn luôn ha đẩy vào Camtasia cho bạn luôn chẳng hạn ví dụ như ở đây mình xóa hết những cái project của người ta đi này delete đi Đấy, thì bạn sẽ có cái project của bạn bạn chỉ việc là kéo thả xuống cái thanh timeline đây này đó thì bạn thấy cái phim của bạn đây đây review lại cho bạn coi luôn này. Đó, bây giờ nó đang quay màn hình rồi. Đang quay màn hình rồi thì bạn cứ làm việc bình thường. Cứ làm việc bình thường trên màn hình đi thì nó sẽ quay. Đó thì bạn thấy đó là nó có camera của mình này, rồi có quay cái màn hình của mình. Đấy vậy là bạn đã quay được toàn cái màn hình của bạn rồi đó ha. Rồi ví dụ mình cho này xuống đi. Quay trở lại với phần mềm record này. Record bây giờ ví dụ như mình không thích quay toàn màn hình nữa, mình chỉ muốn quay một phần nào thôi. chẳng hạn ví dụ như uh, mình chỉ muốn cho người ta xem ở một phần nào đó trên màn hình chứ mình không muốn muốn cho người ta xem hết màn hình thì uh, mình có thể là mình quay như sau, uh, mình chọn ở đây và mình chọn là select area chọn ở đây và mình sẽ tiến hành là mình nó ra cái khung này này để cho bạn vẽ ha bạn vẽ ở đâu thì quay ở đó. chẳng hạn như mình vẽ cái khúc tí này thôi, tí này thôi đó và mình sẽ bấm record thì nó sẽ chỉ có thu một tí đây thôi. Để bạn nhìn này nha, bấm record này. đó. thì nếu mà ví dụ như bạn chỉ quay một phần nào đó trên màn hình ấy, thì cái bảng điều khiển này nó sẽ nằm như này luôn cho bạn nhìn. còn nếu mà bạn quay mà toàn màn hình đấy thì cái bảng này nó sẽ ẩn xuống để nó không bị quay của cái bảng này. Đấy không? đang quay này. ví dụ như là mình tắt stop đi này. Đây nó đẩy cái phim vô, mình đưa xuống cho bạn coi này đây các bạn thấy, không, à, nó vẫn có camera của mình nhưng mà nó chỉ quay có một phần cái màn hình này thôi. Đó. Rồi, chẳng hạn ví dụ như bây giờ mình quay trở lại cái phần mềm quay màn hình này, bạn có thể bấm đây cũng được nha, bấm đây. À, yes. Rồi, chẳng hạn ví dụ như khi mà bạn quay một phần nào đó của màn hình mà bạn muốn quay theo cái độ phân giải mà bạn mong muốn, thì bạn sẽ gõ độ phân giải vào đây, ha, độ phân giải đây này, đây là cái độ phân giải đây ở trên là chiều ngang, ở dưới là chiều cao, đó. Thì cái này á theo như mình là bạn nên quay theo các chuẩn phim phổ biến bây giờ. Chẳng hạn ví dụ như chuẩn phim phổ biến bây giờ chúng ta xem trên YouTube. Ví dụ như là full HD là 1920 x 1080 hoặc là HD 1280 x 720. Thì chúng ta nên chọn ở đây, ví dụ như mình sẽ đánh ở đây này. Chẳng hạn ví dụ mình quay là HD đi. 1280 này. Rồi ở đây mình sẽ đánh là bảy à, cho ha, 720 cho hai như thế này, cái này là một hai tám này, này một nha, 1. đây xóa hết này đi, đây một hai tám 0. đó, thì bạn thấy là bây giờ nó sẽ tự động nó có một cái ô này, thì cái ô này bây giờ nó đang có cái độ phân giải là HD 1280 hai 720 nhân thì bạn có thể cầm cái ô này này đó đi con trò chuột ở ngay cái điểm giữa này đến bất cứ một cái khung chỗ nào mà bạn mong muốn để bạn quay. chẳng hạn như mình quay ở cái khung này, đó thì khi mình quay như vậy á, mình quay xong thì mình sẽ có cái phim là phim hd. mình chỉ việc là dựng phim hd là, là xong. chứ còn nếu ví dụ bạn vẽ, tùy ý bạn á thì nó sẽ không có đúng cái khổ phim của chúng ta. nên lúc chúng ta dựng phim chúng ta phải kéo giãn phim thì nó bị biến dạng cái phim rất là xấu nha. thì khi mà chẳng hạn như bây giờ mình quay, bấm quay này, đó nó đếm 321, nó quay. Thì khi mà quay như vậy á, mình sẽ có được cái khổ phim là phim HD 720 và nó chỉ quay ở trong cái phần này thôi. Ví dụ khi mà mình muốn cho người ta xem cái phim của mình ở cái đoạn nào thì mình chỉ việc là đưa vào chỗ này thôi. Chẳng hạn, ví dụ như mình mở đây ra đi. Thì bạn thấy là cái này nó đang bị ra khỏi cái khung quay này. Thì mình chỉ việc là kéo cái này vào đây này, kéo cái này vào ngay cái phần mà mình quay như này thôi. Đó, kéo cái phần vào ngay cái chỗ mà mình quay như này. Đấy, như thế này để mình quay thì tất cả những cái gì mình làm nó sẽ nằm hết ở trong cái phim của mình nhưng mà nó chỉ nằm ở phần này thôi còn ở phần này ấy, mình vẫn có thể là mình làm việc riêng của mình mà nó không bị dính vào cái phim à, người ta sẽ không nhìn thấy được ha thì cái này nó sẽ phù hợp với những bạn nào mà sử dụng những màn hình lớn ấy. các bạn không có muốn cho người ta xem hết cái màn hình thì bạn sẽ quay ở một cái độ phân giải nào đó thôi và ở một cái góc nào đó thì người ta chỉ xem được cái chỗ đó của bạn thôi ví dụ bấm stop này rồi bạn nhìn này nhá. Bây giờ mình sẽ cho cái phim xuống. Đây, cho phim xuống này. À đây nó có luôn rồi. Đây bạn nhìn này. Play này. Thì khi mà quay như vậy á mình sẽ có được cái khổ phim là phim HD 720 và nó chỉ quay ở trong cái phần này thôi. Ví dụ khi mà mình muốn Đó, bạn thấy không? Nó không có hết màn hình nó chỉ có ở cái góc này màn hình thôi. Đó và chỉ có cái phần này thôi. Mình tua cho bạn coi này, không? À, thì khi mà như này thì người ta sẽ không xem được hết những cái ở trên màn hình của bạn nha quay trở lại với cái phần quay màn hình thì bạn có thể chỉnh một số cái trong này mà bạn thích ví dụ như vào phần tool và phần option ở đây này đó nó sẽ có những cái phần trong này bạn muốn chỉnh sao bạn chỉnh tí bạn ví dụ như ở đây à, cái phần mà show tool tip có nghĩa là nó sẽ hiển thị ra những cái hướng dẫn khi mà bạn làm đến cái bước nào nó sẽ hiển thị ra những hướng dẫn cho đó để cho bạn làm thì bạn không thích thì bạn sẽ tắt đi hoặc là nó sẽ hiển thị ra những cái bảng cảnh báo khi mà nó bắt đầu nó quay Chẳng hạn ví dụ như nó báo là nó sẽ quay trong vòng 3 phút nó là 3 giây đó nó đếm 321 đó lúc mà ta bắt đầu quay nó sẽ hiện ra rồi cái này là nó sẽ capture keyboard input có nghĩa là ở trên bàn phím ta gõ gì thì nó sẽ quay được luôn còn nếu mà bạn không muốn uh, ghi lại cái đó thì bạn có thể bỏ nó đi nhưng mà theo như mình ví dụ như bạn làm những cái phim hướng dẫn thì bạn nên để lại để khi mà nó quay nó quay được luôn cả cái uh, những cái mà bạn gõ trên bàn phím vào ha rồi uh, cái này là disable screen saver uh, trong quá trình mà nó quay thì nó sẽ tắt cái uh, màn hình bảo vệ đi ha rồi nếu bạn không thích thì bạn có thể bỏ nó đi rồi phần input này cái input này thì quan trọng này À, chẳng hạn ví dụ như à, mặc định đấy là cái phần mềm này khi mà nó quay nó sẽ để cái khung hình là 30 khung hình trên giây. Thì à, ví dụ như bạn muốn mượt mà thì bạn có thể chỉnh 60. Nhưng mà bạn chỉnh cái này càng cao thì cái phim của bạn nó càng nặng nha. Rồi mặc định thì thằng này ấy, nó quay nó sẽ quay ở cái chuẩn là TSC2. TSC2 này ấy, nó là cái project của Camtasia nó tạo ra luôn, nó là cái phim thô. Thì cái phim của bạn ấy, nó sẽ giữ được cái à chất lượng à, phim gốc và khi mà bạn edit video cái phim của bạn nó sẽ đẹp hơn còn ví dụ như bạn muốn là nó ra thành cái phim mà mb 4 luôn á thì bạn sẽ chọn là h264 này thì h264 này nó là cái phim mà nó bị nén lại rồi cho nên chất lượng nó không thể nào bằng tsc2 này được nhưng mà nó có một cái ưu điểm là khi bạn xuất ra cái file mà h264 này á bạn có thể sử dụng những cái phần mềm edit video khác để bạn uh, biên tập video cũng được còn nếu mà bạn để cái đuôi mà tsc2 này ấy thì bạn bắt buộc phải edit video bằng phần mềm Camtasia thì mới được nha đó thì uh, tất cả những cái file mà bạn quay á nó sẽ đều nằm ở đây này nằm ở phần document và có Camtasia này bạn thấy không khi bạn quay xong nó sẽ có cái biểu tượng màu đỏ thế này này đó và nó sẽ có cái chữ là rec là record rồi cái ngày tháng mà bạn quay ví dụ hôm nay là ngày 13 tháng 4 năm 2021 này đó nó sẽ báo cho bạn rồi file số 1 file số 2 đấy nằm hết ở trong cái phần document Camtasia này thì đây là cái file TSC2 này nó là cái file gốc luôn và bắt buộc bạn phải edit video bằng phần mềm Camtasia mới được nha còn nếu mà bạn muốn edit video bằng phần mềm khác thì bắt buộc bạn phải chọn là H264 nhưng mà theo kinh nghiệm của mình mình đã sử dụng rất là nhiều thì mình thấy là nên để ở cái TSC2 và edit video bằng Camtasia để được cái chất lượng tốt nhất còn nếu mà bạn để H264 này ấy, thì cái phim nó bị nén lại rồi nó chất lượng nó dở lắm mà đôi khi cái phim nó còn bị giật lắc nữa, rất là chán. À, chúng ta nhiều khi phải quay lại nó mất công lắm. Rồi ở đây thì à, bạn sẽ chọn cái microphone trên máy của bạn. Nếu bạn có nhiều microphone thì bạn chọn cái microphone mà bạn mong muốn nha. À, ví dụ mình chọn cái microphone ở dưới này. Đấy. Rồi camera thì ví dụ bạn cắm camera thì tự động nó sẽ đi lên. À, và nếu bạn có nhiều camera thì bạn cũng chọn cái camera mà bạn mong muốn nha. Rồi còn cái phần dưới này á, nó có cái phần dimension này. Ấy, nó chính là cái độ phân giải của camera của bạn này. Đấy. Thì cái camera này của mình à, mặc định của nó là full HD cho nên nó để là full HD và nó chỉ quay được à, cái khung hình là 30 khung hình trên giây thôi. Nó để cao hết cỡ luôn. Bạn có thể thay đổi tùy ý bạn nha. Rồi shortcut. Shortcut này thì à, những cái phím tắt này, bạn có thể thay đổi phím tắt, ví dụ như là bắt đầu quay hoặc là tạm dừng hoặc stop gì đó, những cái phím tắt ấy, bạn có thể thay đổi ở đây tùy ý bạn nha. Đấy. Rồi program À, thằng này thì ví dụ như là mặc định đấy là nó sẽ để cái corner này ở cái góc quay thì bạn bấm quay nó sẽ có cái góc xanh xanh này. đấy cái tùy các bạn thôi bạn thích thì bạn để không thích thì bỏ đi đấy. rồi những cái này thì à, các bạn sẽ nghiên cứu sau nha sau khi xong ta nhấn ok đây à, chấp nhận tất cả thay đổi thì cái video ngày hôm nay là mình chia sẻ các bạn về cái phần quay màn hình thôi còn về cái phần mà edit video thì mình sẽ hẹn các bạn vào cái video tiếp theo nha rồi xin chào các bạn